sáng ngày 16 tháng 12, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức họp kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh có 3 chi bộ trực thuộc với 40 đảng viên. Trong năm 2022, Đảng ủy Văn phòng luôn quan tâm nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động, quán triệt triển khai nghiêm túc đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, tham mưu phục vụ thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 7 kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng nhiều nội dung khác. Kết thúc năm, tất cả 9 chỉ tiêu đề ra trong năm của Đảng bộ đều hoàn thành ở mức cao. Năm 2023, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong cán bộ đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị,